mọi người nha, sáng chủ nhật mẹ con đi mua đồ, sáng chủ nhật mẹ con đi mua đồ. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ nha, ngày đầu tuần vui vẻ, bình an, hạnh phúc nha. Đây là các loại hạt này, những cái loại hạt này dinh dưỡng, và hạt này ăn cũng tốt lắm á. Macadama ở cái này, hạt này ở Hà Quê Anh nè, hạt này ăn ngon nữa nè. Rai 19 đồng một hộp này, hạt này rất là ngon. Cái thằng này gochi berry là cái gì mới nè Đạt, mẹ mới thấy nè con, hạt berry gì ha, mẹ mới thấy cái này luôn á, gochi berry ăn rồi tốt. Này giải khô. Mình thử ăn đi. Giải khô. Này đi nhãn khô giải khô. 10 đồng, giải khô, nhãn khô 10 đồng. Ăn tươi không ăn, ăn gì mà nhãn khô. Cái đây là hạt thông nè. Hạt thông nè, 34 đồng một bịch. Hạt này ăn rất là ngon, hạt xong. Hạt này ngon. Xong. Thôi nó mấy cái này là con như vậy, nho khô. Cái này là nho khô. Có 11 đồng mà. Nho ăn ngọt quá. Lai mai gì? Trái này là trái mặn nè, trái mặn của Mỹ nó làm này nè, trái lum nè. Nè con. Cái mặn này lum này nè. Đó. Hạt này ăn là nhuận trường lắm, ăn là khỏi chị bón hạt lum này nè, mình bón mình về ăn, mua cái trái này nè, trái lum này nè về ăn là tốt. Cái này là cranberry. Trái cranberry có nhiều hạt luôn. Chai này nè, tập ăn băng tin nè, tập ăn băng tin đang sale 2 đồng 50, 8 đồng 49. Cái này là dầu gội đầu băng tin 8 đồng 49. Đây là xà bông đô, mấy đồng? 17 đồng. Dùng dòng mình. Kem đánh răng này tốt lắm, 24 đồng 79. Mẹ còn ở nhà. Lotion 12 đồng. Chào cả nhà nhé. Hôm nay mẹ con đi cái khu này là cái khu siêu thị bán đồ sỉ. Kẹo này rất là ngon nè, kẹo trái cây này nè, cho các bé rất thích nè. Cái này kẹo trái cây nè, ăn ngon lắm nè, khi nào về cái này mua đem về gửi tặng bé Cường được á. Kẹo trái cây mà lấy ra như là giải lụa vậy đó. Đây qua đây con. Nước súp mì nè. Nghỉ. Thank you.
bên đây. Mình cái gì? Cái đó nhìn kem mà. Xà bông tắm thì xà bông bơ, xà bông đô, xà bông cục đô 16 đồng 99, 17 đồng. Lấy một bịch xà bông đô. Nó đi mua nước nha con. Đây này Đạt, đây này. Cái này là các loại thảo dược, thuốc uống bổ dưỡng nè. Dầu cá 2 chai. Dầu cá 2 chai này nó đang sale 15 đồng. Omega 3 15 đồng 2 chai đang sale. Cái loại này rất là tốt nè, dùng để cho cái bơ bổ sung cái chất trong xương, cái chất nhờn. Đánh chai nó đi, sao coi coi. Cái này là bổ cái xương luôn đó con, bê tư trôi cho cái khớp á, cái này là cái khớp á. Còn bên đây là vitamin nè, vitamin này cho phụ nữ nè, Oric vitamin. Cho người phụ nữ uống ăn như kẹo trái cây vậy đó, rất là ngon. Cái này nó đang sale hả? Cho người lớn tuổi nè, 9 đồng 49 hai hộp, 9 đồng 49 hai hộp chai này. Cái này là cho người lớn vitamin. Mà con cái này nó đang sale là 2 đồng mấy nè đã. Lấy đi. Dầu cá gì khác nữa nè con, dầu cá này. Dầu cá. Cái đó con mua cho mi đó. Dầu cá này 2 chai 18 đồng. Một chai 18 đồng 49. Không phải, là 21 đồng. 21 đồng không, cái này nè nó sale nè con. Cái này là cái này nè. Dầu này hay sao đờ dầu gội nó. Dầu gội gạo nè nó 13 đồng 14 đồng. Hai chức năng cái dầu này để chị gội gạo rất là hay nè. Vitamin E. Cái này dưỡng thể tắm Olay. Bịch thì 15 đồng 3 chai. Rẻ gì ta? Olay 15 đồng. Cái này là dưỡng thể thôi. Còn cái xà bông tắm sao? Olay môi trường. Cái này đem sách về. Cái này sách về Việt Nam nó nặng lắm.
lavender, cái mùi lavender luôn nè. Thơm lắm mà. Thôi đây. Body wash cái này xà bông tắm 10 đồng 2 chai. Mình phải mua lúc nó sale á. Hả? Mua lúc nó sale. Ở cái này sale dữ nè. Cái kem mà bà ngoại bà hay dùng á. Ngoại dùng này hả? Còn ngoại bà dùng cái Olay này nó hay coi lắm. Coi nó sale 25 đồng kìa. Mà cái này nó là cái gì đây coi, cái này Moisture Wrinkle Number 1. Chống nhăn, cái kem này là chống nhăn nè. Mà nó là còn nó sale bao nhiêu mà nó còn 50 đồng. Nó sale 25 đồng. Như mẹ thấy cái bà ngoại xài cái này là 7 trên 1. Cái này nó muốn sale 34 đồng. Tiêu mến rồi khách. Cái kem này nè.